tuần 14 của 15 tuần học, ta đã học qua những các thiết bị như đèn đơn, nút nhấn, LCD, và IC cho kia, timer, timer 1, timer 1, timer 2. Thì để tiếp nối những chương trình cuối này, được cho trọng tâm cho thi, đến một phần mới, đó chính là phần sử dụng PWM. Phần PWM là một dạng, hay là sử dụng rất nhiều, ngay cả những chương trình thạc sĩ thôi, nhưng sử dụng các PWM rất nhiều. Và PWM thường là sử dụng để set ra để mặt điều chỉnh tốc độ của động cơ, và động cơ chính là một thiết bị hết sức quen thuộc là cho dân cơ điện tử. Và dĩ nhiên với bài tập ngày hôm nay thì sẽ liên quan đến điều khiển động cơ. Thì động cơ trên thực tế, nếu như sử dụng mà cái động cơ mà cấp phép thông thường như VAD thì sử dụng với Arduino là con 298, thì trong bài này cũng vậy, chúng ta chỉ thay đổi một chút, cũng sử dụng con 298 để mà điều khiển con motor. Và kế đó sử dụng một con mà trong khi chuẩn bị xử lý này chúng ta sẽ gặp, đó là con PIC một số S87, thì ta sẽ gặp một sơ lược cái đề bài. Thì đề bài bản chất cũng chỉ là điều khiển động cơ DC dùng PWM, sử dụng kỹ thuật PWM và dùng cầu H, có nghĩa là cầu 4 điểu ốt và là 298 để mà giải tiếp động cơ. Thì những PIC này để gọi là điều khiển PIC để điều khiển phần động cơ DC. Thì hiểu hơn, thì nói chung hiểu hơn thế nào để điều cơ như thế nào, thì chúng ta sẽ như phần một mô phỏng. Thì các mô phỏng đây công thức đề bài không có nhiều, và nó sử dụng một linh kiện mới, đó là con L298. Và để ta sẽ nói, mình sẽ nói sơ lược về con L298. Con L298 thì thực tế là con này gồm các nguồn 5V, 2V trên GND, NO, NLB và 4 chân ngõ vào input ở đây, thứ tự, và 2 ngõ vào output A, output B. Thì và dẫn trên 5V enable, thì thường sử dụng với nguồn 5V nếu chúng ta sử dụng cho con điều khiển động cơ DC, thì thường chúng ta sử dụng cho phần Arduino mà sẽ cắm Arduino vô con nguồn 5V là cái nguồn của laptop hiện tại. Thì với bây giờ cũng vậy, thì mình sử dụng con này với nguồn 5V trên GND. GND 12V, và input có bốn bốn input là input 1, 2, 3, 4. Nếu chúng ta sử dụng input 1, input 2 thì output cũng sẽ là output 1, output 2. Đây không thế nào chúng ta có thể sử dụng đầu sẽ tương ứng luôn là đầu vào 1, 2 thì đầu ra cũng sẽ 1, 2, không thể nào đầu ra 1, 2 và đầu ra là 4 được. Đó là cái lực của L298 trên thực tế để dùng điều khiển VDC, và con này tương đối thuận tiện để sử dụng cho con ví dụ như là hai con để bạn điều khiển động cơ VDC một cách dễ dàng nhất, và con này cũng tương giá thành tương đối rẻ. Nhớ trên ngoài sử dụng con L298 thì tiến tới còn cầu hấp nó cũng đơn giản quá, là ý là nó chỉ gồm 4 con diode, chỉ gồm 4 con diode tất cả, gồm 4 con diode như vậy nó cầu hấp này, không chỉ là gồm 4 con diode nối, có thể gọi là dùng hai điều kiện là hai pha toàn kỳ, hai con điếu, bốn điếu là dùng hai pha toàn kỳ, với điều kiện hai pha toàn kỳ và nối với lại nguồn, đây là pin 12V đây trên VCC, như mình nói trên VCC và trên VS, VS thì sử dụng nguồn 12V, đây là nguồn pin 12V và VCC là vô nguồn 5V và trên GND, hai chân này xin nó đất và đây hai U42 và sẽ là output 2, chiếc enable là sẽ cắm vào trên RC7 và 7 mang trò sẽ là mang trò gì thì mình còn có sẽ có cách rõ ràng hơn, và dùng để đo xung. Thì với bài tập này, mục đích của bài tập ngày hôm nay ta sẽ tiến hành điều khiển động cơ, có thể tăng giảm tốc độ chạy của động cơ tương ứng, và hay nhìn dựa trên cái này, trên cái bộ hình xung này để coi được cái độ rộng xung sẽ tăng giảm theo ý muốn. Thì mình sẽ gồm 10 mức đo xung để mức đo xung để mà tăng giảm theo hợp lý, từ chậm nhất cho tới nhanh nhất. Và tôi có thể tương tự đó, nhưng con này không phải xung ha, mà có bóng đèn thì cũng vậy, tự ứng như vậy là có thể tăng giảm độ sáng của bóng đèn, tương ứng như vậy bóng đèn sẽ tương ứng như vậy luôn. Và mình sẽ đến phần có thì có phần có mình sẽ nói rõ hơn. Có thì dòng này phần khai báo
thư viện, VFS Delay, con ăn 20 và trong dịu 20 mình sẽ, nhưng mình sẽ đóng một cách rẻ ở phần dưới với bước lần tính toán, và ví dụ bấm nút là up down setup enable, và phiên chia 7 này cũng bước là dùng ví dụ giống như chơi enable để nó kích cho con là 98, ví dụ 233 biến. Đầu tiên là biến trạng thái DC, nghĩa là nó chỉ có hai mức 0 và 1, không nghĩa là DC vượt qua 1 thì DC sẽ chạy. Và biến value, cái value một chút là mình hiểu làm sao 9 sẽ làm ở dưới đây 9 đây, là bước này chính là mình sẽ tiến hành đặt giá trị khởi giá trị cho độ độ xung xung này xung như trong cái như trong phần, và thấy tương tự như này mình sẽ chỉnh được độ rộng của đường vào và hai đường này tương ứng như vậy từ nhỏ cho tới lớn, đó là với value. Còn cái cấp độ là bây giờ để mình chọn up và down để nó có thể tăng giảm cái độ trong cùng 10 mức tất cả với tất cả. Thì với những bài trước ta học, bài trước chúng ta đã học thì các về về nút nhấn, thì với bài này có gồm 3 nút nhấn, thì chúng ta phải khai báo cho từng nút nhấn một để có thể hoạt động được. Thì đây là set stop, nguyên phần lắp ấn về, thì đây nguyên phần này là phần giảm, phần này là phần chống dội, và đây là đạt trạng thái. Trạng thái là như nó đang ở mức 0 thì mình ấn start stop thì nó sẽ đạt trạng thái mức 0, mức 1 và mức 1 với mức 0. Và đi đây là đặt điều kiện, kiểm tra điều kiện nếu như trạng thái điều khiển, trạng thái điều DC mà nó mức 1 thì cái tốc độ nó là 1. Còn nếu không thì cấp độ sẽ có là nếu mà DC không chạy thì cấp độ của nó sẽ là 0. Hay tương tự là nếu như ở mức 1 thì cái tốc độ đầu tiên nó sẽ mức 1 thì nó sẽ tăng giảm theo ý mong muốn từ 1 đến 10. Nhưng khi còn nếu không thì nó sẽ ở mức 0, nó sẽ đứng im không di chuyển nữa, và nó up và nó down, up down, up down, tự khai báo từng khi chen nhau không khác nhau tí xíu nào. Ta chúng ta chỉ là cái khác nhau một chút là nên là cũng là chờ khai báo cho chống dội và cái hành động cho nút nhấn, thì up về tăng lên 10 cấp tốc độ theo ý tùy ý mình mong muốn. Và nếu tốc độ lớn hơn 10 thì luôn giữ ở 10 và sẽ không tăng tốc độ nữa. Nhưng và down thì nó sẽ ngược lại như vậy, thì nó sẽ khi tác động down nó sẽ giảm tốc độ lại, thì giảm cái giảm mà giảm ở mức hơn nhỏ hơn một thì sẽ ở một, như này sẽ gồm 10 mức tốc độ tất cả, chứ tốc độ tất cả maximum là 10 và nhỏ nhất sẽ là 1. Để tăng chung em chỉ là tăng giảm 10 mức thôi, để hai em thể ý mong muốn. Nhưng động cơ khi nếu mình nghĩ khi ở mức 10 nó sẽ chạy rất nhanh và có thể đáp ứng được nhu cầu của thực tế. Và sử dụng mình sử dụng hai bọt C và bọt C và B nhưng khai báo chiếc cho hai bọt đó với hai bọt đó và hai đây B và bọt C sử dụng hai bọt này này. Và trong phần PWM này chúng ta cũng biết chỉ cần ít trang như là phần bên trình trước chúng ta học là về phần về cái tốc độ và để có thể mình sẽ nói một cách rõ ràng hơn thì cái tốc độ với nha, biến này là biến mình nói ông chơi được thứ 9, và biến này là biến khởi tạo phần này là biến biến này là biến giá trị cho độ rộng xung, và cuối cùng ta tạo một vòng lặp cho con những cái trạng thái DC mức 0 1. Trên sự kiểm tra nếu như ở mức 1 là cho động cơ quay, và sẽ tiến hành tăng giảm hoặc đeo hoặc không, tôi sẽ ấn nút stop. Cuối cùng cái gì tốc độ nhân cho 100 nhân cho 100 để có thể quy đổi cái độ động xung theo ý mình mong muốn. Cuối cùng là tải giá trị cho nó và tiến hành phần mô phỏng. Cái mô phỏng này không có phức tạp, tiến hành cái nút tắt hay động xung hay là động cơ để sẽ quay rất chậm nên sẽ tăng nó up lên, thứ như vậy động xung sẽ được tăng lên. Đấy,
khi đến hết cỡ sẽ tạo vừa phải, động cơ chạy chạy rất nhanh, giảm lại thì sẽ giảm cơ tương ứng, hoặc là nó stop được cái gì vậy. Cảm ơn mọi người đã nghe.